Thiên Thần Bambi, trích sách Vượt Biển Lớn, tác giả Nguyễn Thái Duy. Hạnh phúc đến với tôi khá muộn. Tôi tự hỏi, hạnh phúc của mình là gì? Suốt cả những năm tháng tuổi thơ, cho đến khi trưởng thành, cuộc đời trải dưới chân tôi quá nhiều sỏi đá. Dẫu biết rằng không được hoài nghi với cuộc đời, nhưng vào thời khắc đó, tôi đã từng nghi ngờ Thượng Đế. Người cho tôi quá nhiều đau khổ trong tình cảm, từ lúc tuổi thơ cho đến khi là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành. Tôi hay tự hỏi, liệu hạnh phúc có thực sự đến với mình nữa hay không? Tôi đã từng nghi ngờ vào điều đó. Khi cuộc sống cứ cuốn tôi đi, mà tình thương hay cái gì đó là duy nhất, là vĩnh cửu, là của riêng mình, thì tôi vẫn mơ hồ không chạm tới được. Nhưng may mắn, tôi là mẫu người của công việc, của lý trí. Điều đó đã giúp tôi cân bằng được phần nào cuộc sống. Tuy vậy, có những lúc tôi cũng thấy mình thật sự chông chênh. Tôi chỉ tin rằng mình thật sự bước qua những khổ đau trong tình cảm, thực sự có được hạnh phúc, thực sự là có một thứ gì đó hoàn toàn là của tôi khi chạm vào bàn tay bé nhỏ của Bambi. Từ giây phút đầu tiên con tôi chào đời, tôi đã tin Bambi là món quà không thể chối cãi được của Thượng Đế, của Chúa Trời. Chỉ có Thượng Đế và Chúa Trời mới tạo nên được một cô bé xinh xắn và đáng yêu như thế, để gửi đến một người cha như tôi. Ngài biết tin vợ mình mang thai bé gái, tôi như người đi trong mơ. Có nhiều đêm tôi không ngủ được khi mơ màng nghĩ đến cảnh được bế con gái trên tay. Đó là tài sản của tôi, duy nhất và vĩnh cửu. Tôi đến từng ngày để gặp con gái, tôi chờ đợi trong hạnh phúc và hồi hộp. Rồi cũng đến ngày Bambi chào đời, ngày 17 tháng 12 năm 2012. Tôi không thể hình dung được cảm xúc của mình lúc đó. Tôi lóng ngóng bế con trên tay và thấy sống mũi cay nồng. Một cảm giác hạnh phúc ngập tràn mà không có một ngôn từ nào diễn tả được. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng chúm chím của con, tôi thấy dường như cả thế giới đã được gói gọn vào trong đó. 4 năm làm cha, 4 năm đủ để tôi cảm nhận được tất cả những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của tình cha con. Kể từ khi có Bambi, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn khác. Dù cuộc sống ở bên ngoài có xô bồ mệt nhọc thế nào, thì khi về nhà, chỉ cần dụi mặt vào má con, chỉ cần nhìn thấy bước chân con lẩm chậm xa tới, là đã đủ để tất cả lùi lại phía sau lưng. Tôi thường hay nói với bạn bè và các học viên của mình rằng, không gì tuyệt vời bằng việc làm cha, và điều tuyệt vời hơn cả điều đó nữa là làm cha của một cô con gái. Con gái là bầu trời yêu thương, là chốn an bình của người cha đã trải qua bao sóng gió dập vù. Tôi đã đi qua những bão táp cuộc đời suốt cả chiều dài tuổi thơ, suốt những năm tháng buồn.